hồi sinh nha. Ở bên đây có cái bông nè bà, cái gì cái bên đây có cái bông nè bà hồi sinh. Bà ngồi xin tiền hả? Bà ngồi xin tiền hả? Hay bà làm cái gì? Hả? Bà có nghe không? Nghe hả? Bà ngồi xin tiền hay là bà đi đâu? Bà xin hả? Dạ. Vậy hả bà? Nay bà nhiêu tuổi rồi? Tám mấy tuổi rồi con. Tám mấy rồi hả? Con hỏi bà mà bà không nghe. Vậy hả? Dạ, con tưởng đâu bà ngồi ở đâu? Bà chạy chiếc xe đạp hay là xe đạp của con? Bà đi xe. Vậy hả? Còn bà không đi bộ. Rồi bà ăn tối gì chưa? Giờ này tối rồi bà ăn chưa? Dạ, ăn rồi. Chú lên lại cho cái bánh bao rồi. Cho bánh bao bà rồi. Dạ. Dạ. Nếu mà có một điều ước mơ trong cuộc sống này bà ước cái gì không? Hôm nay con đi bên đường con cũng thấy bà. Con cũng thấy bà bên đường. Có món quà của bà Thính ở bên Mỹ. Mẹ của cô Vicky với chú Hưng á. Có gửi tặng bà, chia sẻ cái món quà này cũng là chia sẻ yêu thương ha. Bà vui ha. Dạ. Rồi. Con chúc cho bà nhiều sức khỏe. Bà có gửi lời gì cho bà Thính không? Bà gửi lời gì không? Gửi lời thăm. Dạ, gửi lời thăm và cảm ơn bà. Dạ, con chúc cho bà đi đến đâu cũng gặp người thương người mến và chia sẻ giúp đỡ cho bà nhiều hơn nha. Dạ, dạ, chồng bà mới mát à. Dạ, con chúc cho bà nhiều người chia sẻ và giúp cho bà nhiều hơn nha bà. Dạ, hả? Con không biết bà ngồi ở đây. Con hỏi, con tưởng là bà đi đâu. Bởi vì con coi coi, bởi vì con mới hỏi bà đi xin cái gì. Con thấy bà cầm nón lá đưa ra đó. Dạ. Bà vui không? Dạ, cũng con chúc bà. Dạ, con chúc bà nhiều sức khỏe. Còn hai đứa cháu luôn hả? Dạ, hai đứa cháu, mẹ nó chết rồi. Dạ. Giờ con muốn nhà ở nữa. Dạ. Ở giờ ông mới chết nữa. Dạ. Con cha cổ đi xin. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Con chào bà. Cảm ơn Di Đà Phật.